Xin chào tất cả các bạn, tất cả khán giả của 360 USA. Chắc các bạn cũng biết là mình đang đứng ở đâu. Hôm nay về mà lu bu quá, chưa có dịp ra. Rất là mong muốn ra khu này để được quay phim. Khu trung tâm của quận 1, rất đẹp. Nơi tập trung những khu cao ốc bậc đầu của miền Nam. Mình không dám so sánh cả nước vì miền Bắc cũng rất là dữ dằn, cho nên mình tạm gọi là những căn building hàng đầu của miền Nam. Đằng sau là âm thanh của dòng xe chạy rất là vui tai. Có thể người đi làm về họ cảm thấy mệt mỏi, nhưng đối với mình thì mình thấy là vui tai. Đó, cho các bạn xem. Dĩ nhiên các bạn ở Việt Nam thì quá rành rồi, thì mình chỉ quay cho những ai ở nước ngoài, nếu chưa có dịp xem, chưa có hội xem thì xem qua cho biết sự phát triển của Sài Gòn cũng như quận 1. Khu này mình nghĩ đa số là thuộc về quận 1. Về mặt địa lý nhiều khi mình nói không đúng thì các bạn sửa giùm, tại vì mình cũng không có rành lắm. Năm xưa mình ở Sài Gòn nhưng mà bây giờ nó sửa nhiều quá cho nên mình không rành lắm. Đó, rất đẹp. Đằng sau là cảng bến tàu, có cái nhà hàng rất đẹp, nhưng hôm nay mình hẹn với anh Phú đi ăn nơi khác cho nên mình dịp khác mình sẽ ghé lại ngay bến tàu, có cái nhà hàng rất đẹp ngoài trời. Bây giờ mình quay ngược lại nha, cho mọi người xem cảnh, cho mà nhất là những người bên nước ngoài, chứ nhìn cái mặt mốc mình hoài mọi người chán lắm. Ok các bạn, trước mặt chúng ta tất ai cũng biết, băng qua con sông, sông này như là sông Sài Gòn, là quận 2, lúc trước họ gọi là Thủ Thiêm. Rất là nghèo, rất là tối tăm vào thập niên 90 cũng như là cuối năm thập niên 80. Lúc đó mình còn là một cậu thanh niên, chưa có người tình, chưa có người tình đắp vai. Thì mình nhớ ăn máng là có chiếc phà, lúc đó có chiếc phà đi qua đi lại, chở xe đạp. Những người nào đi quay là bằng xe đạp, thời đó đa số xe đạp. Sau này thì mình 90 mới có thêm những chiếc xe cúp cánh nén, chiếc DD màu đỏ và chiếc Dream. Lúc đó mình còn nhớ có câu chuyện là có một người bạn kể mình là có cô đó có ở Thủ Thiêm, cô qua quận 1 có làm, thì mỗi ngày cô đi bằng cái phà, thì hỏi cô ở đâu, cô giấu, cô nói là cô nói cô giấu, cô không nói là cô ở bên Thủ Thiêm. Thì hỏi tại sao, sau này biết ra hỏi tại sao vậy, thì cô nói lúc đó cô không muốn nhận ở Thủ Thiêm, vì ở Thủ Thiêm là coi như là nhà quê lắm, rất là nhà quê, cho nên qua bên này làm mất công bị bạn bè chê là dân nhà quê. Mặc dù cách nhau có một con sông thôi, nhưng mà lúc đó nhìn qua Thủ Thiêm giống như là một cái miền quê hay miền Tây vậy đó. Lúc đó một lần mình đứng mình nhìn qua bên đó rất là tối tăm và cây cối tùm lum hết, chứ không có những căn cao ốc như thế này. Đấy, lúc đó rất là nhà quê tối tăm. Thì câu chuyện mình kể là đó có thật, cô đó có qua cô làm, cô giấu, cô không nói cô ở Thủ Thiêm vì cô sợ quê, là mình ở một thành phố, một khu vực nhà quê. Thì bây giờ chắc chắn là nếu cổ không còn ở đây, không còn ở Thủ Thiêm, chắc chắn cổ sẽ không có cơ hội quay lại. Các bạn hiểu ý mình nói gì? Và bây giờ cũng đứng nơi này nhìn qua bên đó. Năm xưa là một vùng đất mà người ta cảm thấy xấu hổ, thì ngày nay nó là một vùng đất mà người ta đứng bên này nhìn qua là một niềm mơ ước. Vì vậy cuộc đời chúng ta không nói trước được chuyện gì, có thể hàng ngày hôm nay nhưng mà sang ngày mai. Ok, đó là một câu chuyện nhỏ nhỏ liên can tới miếng đất Thủ Thiêm.
mình cũng không dự định trước, tự nhiên mình đứng cái câu chuyện nó gợi vậy, một câu chuyện có thật. Bây giờ chúng ta trở lại những căn building quá đẹp. Đây cũng là mình cơ hội đầu tiên để mình đứng mình ngắm. Đây là một góc cảnh khác. Mình hay coi trên YouTube là có nhiều người đứng trên cái cầu Thủ Thiêm nhìn rất đẹp. Thì mình muốn được nhìn nhiều góc cạnh, cho nên hôm nay mình đứng ở đây trước. Cái nhà hàng trước mặt khá đẹp, dễ thương. Ngồi nhìn nó xong. Hôm nay trời cũng không lạnh không nóng, quá lý tưởng. Có nhiều người đi bắt bộ. Đây là trước mặt chúng ta là mình còn nhớ đó là có cái tượng của ông Trần Đạo đó. Nên những căn nhà này mình có đi ngang mình quan sát thì họ xây theo cái vòng tròn, thành ra cái mặt tiền của nó nhỏ và phần sau nó nở ra để nó ôm vào cái nửa vòng tròn, rất đẹp. Chắc chắn mình sẽ quay lại, quay một lúc nào đó có nắng nó đẹp hơn. Đây là khách sạn Riverside nếu mình không lầm. Bitexco, một biểu tượng của Sài Gòn. Và bây giờ đã có cái Landmark 81 thì không biết cái nào là biểu tượng nhiều hơn. Mình nghĩ chắc là Landmark 81. Và kia là căn cao ốc tòa nhà của bà Trương Mỹ Lan đã bỏ giữa chừng. Tòa cao ốc nằm ở một vị trí rất là đắc địa, rất đẹp. Đẹp hơn cả Vitexco vì nó nằm ra mặt tiền và nhìn xuống gần dòng sông, nhìn xuống sông được gần cả Vitexco. Hy vọng căn building đó sẽ được phát triển lại, không có đình trệ nữa vì nằm ngay mặt tiền của thành phố. Tất cả đang hoạt động chỉ còn có căn đó thôi là dở dang. Tuy nhiên họ có xây trước một lớp đèn rất đẹp vào buổi tối. Trai thanh nữ tú đang chụp hình. Đây này chụp hình khá đẹp. Dòng xe chạy hối hả. Ở đây không khí khá trong lành nhờ dòng sông. Bến tàu Bạch Đằng. Đứng một chỗ mà mình quay được rất nhiều cảnh đẹp, cũng như những căn cao ốc. Đây chứ mà chúng ta chiếu gần cho đẹp nè. Đó, rất nhiều. Những building xám xám đó mình không biết là cái gì. Không biết là chắc là không biết là văn phòng hay là căn hộ. Theo mình đoán là căn hộ. Còn bên tay phải màu trắng trắng là chắc chắn là ai cũng biết rồi. Landmark 81 và khu căn hộ cao cấp. Mình mới ghé cách đây 2 ngày. Tuy nhiên vẫn đi chưa hết. Có một bạn comment nói rằng mình nên đi chỗ này chỗ kia vòng quanh cái khu Landmark. Thì mình có hứa mình sẽ quay lại. Mình quay. Cũng như là cho bản thân mình đi một vòng để mình thưởng thưởng gọi là thưởng thức những cảnh đẹp của nó. Đây mình quay gần cho bạn coi cái nhà hàng rất đẹp. Ok. Tạm thời coi như là video này quay cảnh đứng từ con sông Bạch Đằng. Sông này gọi là sông Bạch Đằng hay sông Sài Gòn các bạn? Các bạn cho biết giùm nha. Tuy nhiên giờ mình lại bị quên rồi. Sông Bạch Đằng hay sông Sài Gòn? Hay là cả hai đều đúng? Các bạn nào biết thì comment bên dưới giùm. Quận 1 này còn nhiều chỗ đi lắm, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ. Còn nhiều điểm đẹp lắm, mình chưa đi hết. Mình sẽ quay lại. Đi lang thang trên con đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ rất đẹp. Chưa có dịp đi phố đi bộ nữa.
dòng xe chạy hối hả, những âm thanh quen thuộc của Sài Gòn. Ra tỉnh ngoại ô thì thường ít nghe lắm, không có đông. Vì mà đi Vũng Tàu ít nghe cái âm thanh này lắm, tại Vũng Tàu vắng hơn. Âm thanh thì có Sài Gòn nếu mình không lầm, quận 1. Ok các bạn, coi như là tạm thời một video quay phong cảnh ngay vị trí đắc địa kế bên sông Sài Gòn. Đồng thời cũng quay cho các bạn nào ở nước ngoài không có dịp hay là chưa có dịp xem thì xem cho biết. Chắc chắn là các bạn ở nước ngoài xem cảnh này rất là bồi hồi và sẽ mong ước được đặt chân đến đây. Mình nói như vậy vì chính cảm giác của mình khi mình ở bên Mỹ mình nhìn thấy thì mình cũng rất là bồi hồi, muốn được về chơi. Riverside Hotel Sài Gòn.